Còn đây là bên trong bưu điện của mọi người, chúng ta đi vòng tham quan ha, ta chụp làm kỷ niệm nè. Đây là quầy để gửi bưu phẩm nè mọi người. Nay đón khách du lịch khá là đông luôn, ngay ngày cuối tuần đó mọi người, người ta tham quan nhiều lắm, không riêng gì dân bản xứ ở đây, những người dân khách du lịch ở nước ngoài người ta vô tham quan nè, khá đông ha. Đây là quà quầy lưu niệm đó mọi người, đây quà lưu niệm ha. Đây khách người ta lựa đồ ta mua. Thank you.
trước nay là ví dụ đi. Đa số người nước ngoài này nhiều lắm mọi người. Cho quay là mọi người ơi, đấy thái chưa quay vậy thôi ha. Đấy, còn đây là bên trong bưu điện thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người ơi, nhìn cái ống giòn ha, nhìn đẹp quá. Đây này khá là đông người ta tham quan nha mọi người. Chúng ta qua bên đây đi, qua đây đi, qua mọi người ơi.